Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại hội thảo thích ứng già hóa dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp cận từ hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, nhiều chuyên gia đã nêu thực trạng đáng lo về người cao tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chánh Trung, từ năm 2017 người cao tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng nhanh về số lượng. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, số người trên 60 tuổi là hơn 1.338.000 người, chiếm 12,24% tổng dân số. Theo các chuyên gia, việc già hóa dân số tăng nhanh đã kéo theo hàng loạt các vấn đề cấp thiết cho thành phố. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh già hóa dân số tăng nhanh. Cũng theo ông Châu, bên cạnh các bệnh mãn tính như là đái tháo đường, cao huyết áp, có đến 16,27% người cao tuổi có dấu hiệu tiền suy yếu, 0,45% có dấu hiệu suy yếu, 28,8% người có nguy cơ té ngã, 6,54% người phụ thuộc vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số năm 2011 và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Tính đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2023, số người trên 60 tuổi là hơn 16.179.000 người. Trong khi đó, Thạc sĩ Lê Văn Thành, nguyên trưởng phòng nghiên cứu văn hóa xã hội Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, già hóa dân số đang thách thức cho tăng trưởng kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng và các dịch vụ an sinh xã hội. Theo ông Thành, người cao tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có mức lương hưu thấp, một số bộ phận vẫn còn phải lao động kiếm sống, việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi chưa đáp ứng nhu cầu. Tiến sĩ bác sĩ Lê Trường Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng cho rằng, để chăm sóc người cao tuổi tốt, cần xây dựng những giải pháp hạ tầng. Cụ thể là cần phải chuyển đổi từ trạng thái người cao tuổi sống chung với bệnh tật, lệ thuộc vào điều trị, sang sống chung trong gia đình, cộng đồng một cách khỏe mạnh, thân thiện. Cần kết nối các dịch vụ chăm sóc liên tục cho người cao tuổi. Trong lĩnh vực y tế, bên cạnh truyền thông nâng cao kiến thức, tư vấn nâng cao sức khỏe, cần tầm soát một cách chủ động để những người có nguy cơ kịp thời được chuẩn đoán và chữa trị, ông Giang đề xuất. Bà Nguyễn Quang Việt Ngân, khoa địa lý trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, một trong những giải pháp toàn diện cho vấn đề già hóa dân số chính là hướng tới xây dựng cộng đồng và thành phố thân thiện với người cao tuổi. Chẳng hạn không gian ngoài trời và các tòa nhà, phương tiện giao thông, nhà ở, việc tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng và dịch vụ y tế, không gian có mảng xanh, có chỗ ngồi nghỉ ngơi, nhà vệ sinh dễ tiếp cận và lối đi bộ không có vật cản, độ bám tốt, đủ rộng để xe lăn. Di chuyển. Bên cạnh đó, cần tăng cường các công tác truyền thông để người cao tuổi và người thân của họ có thể lập tập. Huấn các kỹ năng chăm sóc, sơ cứu ban đầu để khi họ gặp các vấn đề về sức khỏe có thể xử lý được. Nhiều ý kiến cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có mức sống cao, do đó cần có những giải pháp thúc đẩy xã hội hóa việc đầu tư cơ sở chăm sóc của người cao tuổi, nhà dưỡng lão. Theo Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phụng, trưởng phòng bảo trợ xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 13 cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngoài công lập đang chăm sóc khoảng 884 người cao tuổi và 8 cơ sở công lập với hơn 1.700 người cao tuổi có bệnh cần chăm sóc đặc biệt. Theo kết quả khảo sát ý kiến của người cao tuổi và thân nhân về việc sử dụng dịch vụ nhà dưỡng lão trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, có đến 76,8% người cao tuổi biết về nhà dưỡng lão. Trong đó, nhu cầu sử dụng nhà dưỡng lão chỉ 25,6%. Về hình thức, đa số người cao tuổi mong muốn ở bán thời gian. Mức chi phí có thể chi trả là dưới 5 triệu đồng. Hiện tại, mức thu nhập trung bình hàng tháng của người cao tuổi dao động từ 5 triệu đến 10 triệu, đa phần là từ trợ cấp từ con cái. Tuy nhiên, trong đó có khoảng 10% người cao tuổi còn đang mưu sinh. Nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm chương trình khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn thành phố năm 2023. Sáng ngày 21 tháng 8, tại trạm y tế phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt từ rất sớm để tham gia buổi khám bệnh. Ông Phạm Quý Cường, 68 tuổi, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12 cho biết, hai vợ chồng đã thức từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị khám sức khỏe miễn phí. Hôm nay thì được nghe cái chủ trương của Sở Y tế, Ủy ban thành phố có kế hoạch là chỉ đạo cho quận triển khai các phường trong toàn thành phố để tổ chức khám sức khỏe cho mọi người dân, nhất là cái người cao tuổi, và đặc biệt là chúng tôi ở phường Tân Thuận thì được cái hội người cao tuổi thông báo để đến trạm y tế thì khám. Thì sáng nay tôi đến là thấy là bộ y tế rất là chuẩn bị rất là đầy đủ và chu đáo, và trên thực tế tôi thấy là rất phấn khởi.
Qua đó thì tôi được khám theo dây chuyền hệ thống cũng rất là theo thứ tự mà nề nếp, mọi người dân cũng xếp hàng rất là ổn định, theo thứ tự rất ngăn nắp, mà được sự hướng dẫn của hội người cao tuổi cũng như của trạm y tế. Do đó tôi thấy là cái công tác này rất là thiết thực và phù hợp trong cái điều kiện hiện nay để chăm sóc sức khỏe cho hội người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Hân và ông Cường phấn khởi cho biết bà được hội người cao tuổi phường Tân Hưng Thuận mời đến trạm y tế phường khám sức khỏe. Thì người lớn tuổi rồi mà đi vô phường khám gần mà lại là tiện cho người cao tuổi không phải đi. Cho nên là cô cũng thấy là rất phù hợp cho những người cao tuổi, tại vì tay chân cũng yếu ớt, đâu có phải còn như ngày xưa nữa mà đi xa nổi. À, vậy cô thấy là sở y tế đồ là nên tổ chức như vậy thường xuyên để cho người cao tuổi được là tiếp tục khám để biết sức khỏe của mình như thế nào. Trao đổi với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Phạm Cung, trưởng trạm y tế phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phường Tân Hưng Thuận là một trong những đơn vị thí điểm tổ chức khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Các cán bộ đã tích cực vận động người cao tuổi thông qua các kênh của hội người cao tuổi, đoàn thanh niên, các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền trong các tổ, khu phố để vận động người trên 60 tuổi tham gia khám chữa bệnh. Phường mình là phường thí điểm đầu tiên của quận 12 trong công tác khám người cao tuổi. Trên địa phường cũng có một số cụ đến được, thì sau này thì trạm y tế sau cái quá trình khám xong cái sàng lọc thì trạm y tế sẽ phối hợp với ban ngành đoàn thể về hội người cao tuổi thì sẽ trực tiếp xuống để khám hoặc là tư vấn trong vấn đề sức khỏe cho các cụ. Theo bác sĩ Trần Đình Trung tại trạm y tế phường 9 quận 8, trong tháng 8 này có gần 4.000 cụ già trên 60 tuổi ở phường tham gia chương trình khám sức khỏe. Trạm y tế đã bắt đầu khám vào ngày 15 tháng 8, dự tính khám cho 500 người trên 60 tuổi. Tính đến thời điểm này, trạm y tế đã khám được cho 106 cụ già. Đây là cái đợt mà để mình tầm soát như bệnh mãn tính không lây để cho các cụ. Thì ở cái độ tuổi mà trên 60 á, thường thường là người ta gặp những cái bệnh mà bệnh mãn tính. Thí dụ như bệnh tăng huyết áp nè, bệnh đái tháo đường nè, những cái bệnh về rối loạn về tâm thần, về ung thư, rồi suy nhược của tuổi già. Đó thì gặp hầu hết ở những cái bệnh đó ở trong đợt tầm soát kỳ này. Mà cái đợt kỳ này là đợt thí điểm thì mình làm theo cái cách mới là để mình có thể mình quản lý sức khỏe mà trên cái sổ điện tử, thành ra mình sẽ có bộ câu hỏi triển khai đó, rồi mình quản lý trên máy, rồi sau đó mình quản lý về trên máy tính, trên cái sổ sức khỏe điện tử cho người dân mà trong cái nhóm tuổi là nhóm tuổi người cao tuổi. Khi khám sức khỏe, người cao tuổi sẽ được khám và làm xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm tổng quát, xét nghiệm máu. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.